Tại sao cà phê lại có vị ngọt hậu? Với quan điểm của rất nhiều người đang sử dụng cà phê, thì cà phê thường sẽ có hương vị như là đậm, đắng và thơm. Nhưng tại sao lại có những ly cà phê hậu vị rất ngọt, đậm đà và thơm ngon? Cùng mình để tìm hiểu vấn đề này nhé! Vị ngọt đó xuất phát từ lớp honey hay còn gọi là lớp nhờn nằm giữa vỏ và hạt nhân. Lớp này chứa nhiều đường. Khi ta sơ chế phương pháp bán ướt, những dưỡng chất và vị ngọt và vitamin sẽ hấp thụ vào bên trong nhân khi ta phơi. Các bạn thấy những hạt cà phê này đã được phơi khô và sẽ có lớp vỏ màu vàng như thế này. Lớp này vừa giúp nhân hấp thụ vị ngọt khi còn tươi, vừa là lớp thóc bảo quản giúp nhân bên trong không bị ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Nói có sách mách có chứng, trên tay mình đây là một ly cà phê thơm ngon được làm từ 100% Robusta Honey, hái chín chọn lọc. Khi ta uống cà phê sẽ có vị ngọt hậu nhẹ nhàng, càng về sau thì hậu vị của cà phê sẽ còn ngọt, dịu ở trong khoang miệng của chúng ta. Vì đây là giống Robusta sẽ lâu năm sẽ tạo ra hương vị khác biệt cho phương pháp chế biến này. Vích cà phê vì sức khỏe.